Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với tập cuối của series cùng học View 3 của chúng ta. Thì ở trong tập trước chúng ta đã gần như là hoàn thiện xong tất cả các cái chức năng của cái app của chúng ta. Thì chúng ta có thể thêm công việc mới, chúng ta có thể đánh dấu tích và chúng ta có thể xóa công việc. Thì ở trong tập này chúng ta sẽ tới với một cái chức năng cuối, đấy là chúng ta sẽ giả một cái backend để mà chúng ta lấy những cái công việc ra và chúng ta cũng như là xóa công việc một cách linh hoạt và thêm công việc một cách linh hoạt hơn. Tại vì là ở đây chúng ta mới chỉ có 3 công việc ở đây, chúng ta hard code ở đây. Thì muốn có một cái backend giả thì chúng ta sẽ sử dụng một cái trang web tên là JSON placeholder. Đấy, như các bạn nhìn thấy nó là jsonplaceholder.tpcode.com. Thì ở trong này nó là cái backend giả, chúng ta có thể lấy dữ liệu ở đây thông qua cái API của nó. Ví dụ như là khi mà chúng ta vào cái địa chỉ jsonplaceholder.tpcode.com xong rồi gạch chéo todo như này, chúng ta sẽ có 200 công việc ở đây. Và cái cấu trúc của từng công việc nó cũng giống như là chúng ta vừa mới tạo xong. Cái user ID này chúng ta không có nhưng nó không vấn đề gì, nhưng chúng ta sẽ có cái ID, có cái title và có cái completed ở đây. Thế nên là chúng ta chỉ cần thay cái dữ liệu của chúng ta bằng cái này, thế là ổn. Chúng ta không cần phải thay toàn bộ cái logic của chúng ta ở trong view. Như vậy, muốn bắt đầu làm việc với cái backend này thì chúng ta sẽ bỏ bớt cái bỏ tất cả những cái thể phần tử trong cái array todo của chúng ta đi, và chúng ta sẽ phải cài một cái mới. Chúng mình sẽ mở một cái terminal mới và chúng ta sẽ cài một cái thư viện gọi là Axios. Thì Axios này là một thư viện JavaScript sử dụng để tạo ra những cái HTTP request, yêu cầu HTTP tới một cái API nào đó, một cái trang web nào đó. Thì chúng ta sẽ chạy là npm e axios và chúng ta sẽ đợi một lúc để cho cái này chạy xong. Không lâu lắm, mất có vài giây. Sau khi cài xong Axios rồi thì chúng ta sẽ vào cái todo này và chúng ta sẽ, thay vì là có 3 cái công việc như lần trước, chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu từ cái trang web này xuống và chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái trạng thái thời điểm của chúng ta. Thì muốn làm như vậy chúng ta sẽ import Axios from Axios. Và khi bắt đầu setup ở đây thì chúng ta sẽ như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ tạo cái todo là một cái array trắng và sau đó chúng ta sẽ khai báo một cái hàm, đấy là ví dụ như là get all todo chẳng hạn. Và hàm này nó sẽ là một cái hàm async, tức là một hàm bất đồng bộ, tại vì là chúng ta sử dụng Axios mà Axios là một cái thư viện mà nó sử dụng bất đồng bộ trong cái HTTP request của nó, nên là chúng ta phải làm cái hàm bất đồng bộ ở đây. Các bạn có thể chạy ví dụ như là axios.get hoặc là axios.post hoặc là axios.delete để mà gửi các cái HTTP request theo cái method là get và post và delete vân vân. Và sau đấy các bạn có thể .then, nhưng mà để viết cho code của mình nó sạch sẽ hơn thì chúng ta sẽ sử dụng async await. Mình cũng có một cái series nói về bất đồng bộ trong JavaScript thì các bạn có thể xem series đấy để hiểu thêm. Tuy nhiên ở trong đây thì chúng ta sẽ quay lại với cả cái bài của chúng ta, đấy là tạo một cái hàm tên là get all to do và muốn nó là hàm async. Hàm bất đồng bộ chúng ta phải ghi là async. Và ở trong async thì chúng ta sẽ phải có một cái đội try catch. Thì chúng ta sẽ thử cái này. Chúng ta nếu mà nó có vấn đề gì thì nó sẽ nhảy vào đây. Nếu mà nó có vấn đề gì chúng ta sẽ chỉ log cái vấn đề đấy thôi. Console log error. Try ở đây chúng ta sẽ thử kết nối tới cái server của cái thằng JSON placeholder này để chúng ta lấy cái data về. Thì chúng ta sẽ có một cái đấy là constant rest thì sẽ bằng await. Sử dụng async thì phải có đi cùng với await và ngược lại. Nếu mà chạy await thì là cái hàm bao bọc này nó phải là hàm async. Các bạn có thể sử dụng axios.get xong rồi then cũng được như mình nói lúc nãy. Thì đây chúng ta sẽ axios.get, tại vì cái API của cái thằng này đấy là đây ví dụ như là guide đây. Các bạn sẽ đọc guide thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ gửi một cái request tới đây xong rồi nó sẽ nhận được cái response thôi, trả lời từ cái server này thôi. Thì chỉ cần đọc cái tài liệu hướng dẫn của cái trang JSON placeholder là các bạn sẽ biết. Thì cái URL ở đây mà chúng ta sẽ get đó chính là https 2.2. JSON placeholder. Mình sẽ gõ ra, mình gõ ra luôn tại vì cái này nó cũng ngắn thôi. Todo
Thì thông thường nếu mà các bạn chỉ gõ như thế này thì nó sẽ gửi về cho các bạn, đấy là ví dụ như là ở đây các bạn, nó sẽ gửi về cho các bạn 200 cái to-do, nhưng mà mình không muốn lấy nhiều như vậy nên mình chỉ muốn lấy khoảng 10 cái thôi. Thì là to-do ở đây mình sẽ thêm vào một cái query, đấy là cái chân, xong rồi limit sẽ bằng 5 thôi. Đấy, mình chỉ cần lấy như vậy thôi. Sau khi await xong rồi thì chúng ta sẽ gán cái to-do.value, tức là chúng ta sẽ đưa vào trong cái array này, to-do.value thì nó sẽ bằng rest.data. Đấy, thì rest.data này là chứa toàn bộ dữ liệu của 5 cái to-do đấy, nó y hệt như lúc nãy chúng ta có 3 công việc, bây giờ chúng ta có 5 công việc. Nếu mà các bạn còn chưa còn muốn kiểm tra thêm, các bạn có thể console.log rest.data như này cũng được. Bỏ tạm thời bỏ cái này đi. Thì khi mà các bạn vào cái trang web của các bạn thì xong rồi refresh đi xem nào. UUID được, tại vì chúng ta không sử dụng UUID ở đây nữa nên chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái đấy đi. Get all to-dos is assigned but never used. Thì chú đương nhiên mình cứ hay quên mất cái này, get all to-dos. Phải xuất nó ra. Ở đâu phải phải gọi hàm đấy lên chứ, chứ không xuất nó ra. Xuất nó ra chỉ sử dụng khi mà đưa nó lên vào cái template này thôi, thì chúng ta mới chỉ khai báo cái hàm đấy ở đây thôi, constant này thôi. Nhưng mà chúng ta chưa gọi hàm đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi hàm đấy, get all to-dos. Đấy, thì sau khi mà nó gửi request ở đây xong, các bạn vào cái tab network sẽ nhìn thấy cái request. Sau khi nó gửi một cái request get tới đây xong thì ở đây sẽ là cái response của từ cái trang web đấy, nó sẽ là năm cái object, năm cái công việc của chúng ta. Và khi mà console log như chúng ta viết trong code thì chúng ta sẽ nhìn thấy năm cái công việc, và mỗi công việc nó có cái cấu trúc y hệt như là cái công việc cũ mà chúng ta sử dụng, đấy là có ID, có title và có completed. Đấy thì chúng ta không console log nữa mà chúng ta sẽ áp nó vào cái trạng thái ban đầu to-do của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ có 5 công việc như này. Đấy, đương nhiên chúng ta vẫn có thể tích bình thường được. Thấy chưa? Đấy, bỏ tích đi thì nó lại lại không gạch ngang qua nữa. Rất đơn giản, đấy chính là cái thay vì chúng ta hard code toàn bộ công việc, chúng ta giờ lấy một cái danh sách những công việc từ một cái fake backend giả. Đấy. Thì bây giờ mass complete thì cũng vẫn thế rồi, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tới với cái delete to do. Thì delete to do lúc nãy nó là ID, thì bây giờ chúng ta phải chuyển thành async ID, tại vì chúng ta sẽ lại sử dụng Axios trong này. Và ở chỗ này chúng ta tạm thời đánh dấu như này đã, để chúng ta viết cái bộ phận try catch của chúng ta. Thì khi nào mà chúng ta sử dụng async await thì chúng ta bên trong phải có cái try catch. Thì khi mà xóa thì chúng ta không nhận về cái gì, đúng chưa? Nên chúng ta không cần phải constant rest bằng await nữa, mà chúng ta chỉ cần await thôi. Thì chúng ta chỉ cần await Axios, và đây là xóa một cái công việc nên chúng ta phải gửi cái HTTP request là dạng là method là delete. Thì cái URL ở đây sẽ là HTTPS 2.// nhớ là đây là dấu backtick nhé, như kiểu dấu huyền trong tiếng Việt đấy, tại vì tí nữa chúng ta sẽ luồn một cái biến JavaScript ở đây, chính là cái ID ở đây đấy. Vẫn mọi thứ vẫn như thế, JSON place holder chấm TP code, type code của gì đấy không biết nên đọc như nào. To-do, xong rồi ở đây chúng ta sẽ luồn cái ID đấy vào bằng việc là đưa vào trong cái dấu đô la và ngoặc nhọn. Sau khi cái này làm xong thì chúng ta sẽ to-do.value, nó chính là bằng cái đoạn này đây. Thì chúng ta sẽ filter, thì đây thì khi mà chúng ta gửi cái này là chúng ta đã xóa nó ở trong cái dữ liệu backend rồi, có thể xóa nó trong database hay cái gì đấy chúng ta không biết, đúng chưa? Sau khi làm xong ở đây chúng ta phải giải quyết cái giai đoạn front-end, cái vấn đề về giao diện đấy, chúng ta phải xóa nó ở trong cái đám to-do này đi, cái trạng thái của chúng ta này đi. Thế chúng ta chỉ cần copy lại và chúng ta paste vào đây thôi. Đấy thì mọi thứ vẫn y hệt như vậy. Và đương nhiên là khi mà catch error thì chúng ta sẽ console.log error. Và chúng ta thử xóa này đi xem có được không. Mình thử đánh dấu kiểm cái này đi này, xong rồi xóa này. Đấy thì nó lại được rồi. Giờ chúng ta chỉ còn có 4 công việc thay vì 5 công việc. Và khi chúng ta kiểm tra cái tab network thì chúng ta cũng nhìn thấy đầu tiên là nó get lên này. Và bây giờ nó gửi một cái request là xóa ở đây. Đây. Kéo ra cái này nhé. Kéo mãi không thấy được. Đây, delete đây. Nó gửi một cái delete xuống vào cái địa chỉ là JSON to do placeholder, và nó pass cái ID là 1 vào đây. Mình có thể xóa cái tiếp theo. Thì nó sẽ gửi một cái request tới cái chỗ này, và cái
địa chỉ nó sẽ là ID 2 đấy, và mã chúng ta nhận về là 200 là ok, là thành công. Ok, và bây giờ đến cái cuối cùng, đấy là cái add to do. Thì add to do ở đây chúng ta cũng y hệt như bên trên, chúng ta vẫn phải, đây là async, và bên trong này chúng ta sẽ thay bằng try catch error, chúng ta vẫn console.log error, và ở try thì chúng ta sẽ có một cái là constant. Mình sẽ tách nó ra, tại vì ở đây như ở bên ở cái component con của nó, chúng ta có cái add to do thì có cái ID như này, có title như này, có complete như thế này. Tuy nhiên là khi mà sử dụng với cả cái backend của JSON placeholder thì chúng ta không cần phải có cái ID nữa, tại vì cái backend nó tự nó tạo ra một cái ID, thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi và chúng ta cũng sẽ bỏ cái dòng này đi. Thì chúng ta chỉ lấy cái title và cái completed false thôi. Thế, và khi mà chúng ta gửi một cái request tới cái backend của JSON placeholder thì chúng ta sẽ tách cái đấy ra, đấy là title. Không cần nhỉ, không cần tách. Thì chúng ta cứ gửi thẳng thôi, vẫn là constant rest sẽ bằng await axios. Thì bây giờ chúng ta tạo một cái resource mới, một cái công việc mới, chúng ta phải, thì cái dạng HTTP request method nó phải là post, và cái đường link sẽ là https 2.2.json placeholder gpcode.com xong rồi gạch chéo todos. Và cái data mà mình sẽ gửi cho cái post request này là chính là cái new to do của chúng ta. Được chưa? Thì cái new to do của chúng ta chính là một cái object như này luôn, thì cũng vừa khít với cả cái API của cái thằng JSON placeholder này, thì chúng ta cũng gửi vào luôn như này. Sau đấy, sau khi mà gửi xong rồi thì nó đưa vào trong data của cái thằng JSON placeholder đấy rồi, coi như backend xong rồi, thì tương tự chúng ta sẽ phải giải quyết cái vấn đề frontend, đấy là todos.value.push thêm cái mới này vào rest.data, tại vì nó sẽ gửi về một cái công việc mới mà, chứ nó không phải là không gửi về gì giống như cái delete này nữa. Thế nên chúng ta mới có cái rest bằng await axios.post ở đây. Chúng ta đẩy thêm vào cái array của chúng ta trên này. Đấy, ok, giờ chúng ta save lại. Xem là nó còn chạy được không. Tắt cái này đi này. Refresh chẳng hạn. Ok, ấn dấu tích. Ok, ấn dấu tích, bỏ dấu tích, xóa, ok. Xóa, còn 4 công việc, thêm việc mới ABC, thêm vào công việc mới. Đấy, thì nó hiện ra cái ABC này rồi. Và khi mà các bạn vào cái tab network thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó gửi một cái post request tới cái địa chỉ, đấy là JSON placeholder và to do và cái body của cái request đấy. Này bé khó nhìn quá nhỉ. Response header này, request header này, response body rồi, đây response đây. Body của cái response đấy là cái ID mới là 201, tại vì chỗ này chúng ta có 200 công việc mà thêm công việc mới sẽ 201. Title là ABC và completed sẽ là false. Thì là cái backend nó sẽ gửi lại cái công việc mới mà chúng ta vừa mới tạo xong. Ok, thế thì đấy là toàn bộ cái app của chúng ta. Chỗ này nó có một cái lỗi nhỏ nhỏ ở đây, nhưng mà đây là vấn đề của backend đấy. Nếu mà chúng ta thêm công việc DEF vào thì nó cũng vẫn sẽ ra DEF, tại vì đây hoàn toàn là frontend. Chúng ta sẽ hiển thị bất cứ công việc nào được add thêm vào. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ấn delete đây thì nó sẽ delete cả hai công việc này, tại vì cả hai công việc này đều có ID là 201 được trả về từ cái backend này. Đây là cái thiết kế của cái thằng JSON placeholder này, nó chỉ cho một công việc mới và công việc mới nào nó cũng sẽ có ID là 201, nên khi chúng ta ấn delete đây thì nó sẽ xóa cả hai cái này đi. Đấy. Tuy nhiên đây là lỗi của backend thôi, và nó thực sự là không đáng để chúng ta phải bận tâm tới. Nếu mà chúng ta có cái backend xịn hơn, hoàn chỉnh hơn thì nó sẽ ngon hơn. Ok, hy vọng là mình đã giúp các bạn phần nào nắm được những cái kiến thức cơ bản về Vue và một số kiến thức nâng cao khác, ví dụ như là Vue Router hoặc là Vue X, thì là chúng ta sẽ tới với một cái video khác. Được chưa? Ok, xin chào các bạn và chúc các bạn gặp nhiều niềm vui trong cái việc lập trình, và chúc các bạn một ngày may mắn.